Hôm nay nhà có làm món bánh hỏi heo quay chay nè các bạn. Này là một cái miếng heo quay chay 1 kg nè. Xíu nữa mình sẽ sắc miếng nhỏ vừa ăn để mình chiên lên cho giòn nha. Và mình sẽ ăn kèm với bánh hỏi. Các bạn nào mà có thích dùng mỡ hành thì mình cháy mỡ hành lên nè, mình thoa lên đây nè. Rồi ăn với rau nè, rau sống nè các bạn. Đủ loại rau hết nha. Mình thích dùng rau gì thì mình dùng. Và mình chuẩn bị một ít ớt, chanh, tỏi để mình làm nước chấm ha. Các bạn nào mà ăn chay thì các bạn dùng nước mắm chay nha. Rồi bây giờ mình sẽ xắt cái heo quay chay này qua ra để mình chiên ha. Mình chiên phân nửa thôi các bạn. Còn phân nửa mình để lại ngăn đông tủ lạnh. Khi nào mình ăn mình dùng thì mình lấy ra. Giờ tiếp tục mình sẽ bồng ớt và tỏi để làm chấm nha các bạn. Thank you.
dầu để cho heo quay chay nó giòn nhé. Món thịt heo quay chay, thịt heo quay chay chiên giòn của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn, cực kỳ ngon nha. Vậy mà các bạn dùng với gia đình mình nha, mình dùng thử nha. Các bạn ơi, video của mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Các bạn nếu thích kênh của mình, yêu thích kênh của mình thì hãy ấn like và subscribe kênh để ủng hộ kênh của mình nha. Tạm biệt, bye bye.